Khóa hư lục giảng giải. Lời đầu sách. Quyển khóa hư lục giảng giải này ra đời do lòng nhiệt tình, tâm tha thiết mong muốn có một kho sách Phật giáo Việt Nam thực sự Việt Nam của chúng tôi. Bao nhiêu năm rồi, chúng tôi ao ước những tư liệu Phật giáo Việt Nam còn sót lại được dịch ra chữ quốc ngữ để cho người sao có phương tiện tham khảo học tập. Rất hân hạnh được các vị Thiều Chữ, Đào Duy Anh, Nguyễn Đăng Thục, Hòa Thượng Thanh Kiểm, nhóm khoa học xã hội đã dịch bộ khóa hư lục. Nương chú giải của quý vị trên, chúng tôi dễ dàng nhiều trong khi giảng giải tập sách này. Quý vị là ân nhân lớn giúp chúng tôi thực hiện được sở nguyện từ lâu. Sách Phật giáo Việt Nam vốn dĩ nghèo nàn, lại bị mất mát, cần bảo tồn và làm tăng trưởng thêm. Chúng tôi cố gắng giảng giải và in ra, hầu mong thêm lớn phần nào cho kho sách Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà không có một kho sách Phật giáo Việt Nam, đây là một thiếu sót lớn. Trước kia, Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ nhờ Trường Diễn Đông Bát Cổ giúp đỡ đã in được kho sách Phật giáo Việt Nam lấy tên là Việt Nam Phật Điển Tùng Sang để phát hành. Song kho sách này vẫn bằng chữ Hán, tài liệu còn hạn chế và ít người đọc được. Theo quan niệm chúng tôi, kho sách Phật giáo Việt Nam là gom góp các quyển sách, văn thơ của các bậc tôn túc, các hàng đạt đạo người Việt Nam đã viết còn lưu lại. Để thấy tinh thần người xưa tu hành đạt đạo và thâm hiểu Phật giáo như thế nào, cho chúng ta hàng hậu học có chút tự hào về tổ tiên mình và học hỏi theo các ngài. Quyển khóa hư lục chúng tôi dùng giảng giải là bản in năm 1943 của Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ. Muốn người nghe và người đọc dễ lãnh hội, chúng tôi thay đổi thứ tự những đề mục trong sách chữ Hán. Những phần dễ để trước, phần khó để sau, cố hướng dẫn độc giả nhận được yếu chỉ thiền tông. Mong thực hiện được bản hoài, chúng tôi không ngại tài đức cạn mỏng, mạnh bạo là một việc có thể quá sức. Chắc rằng còn lắm điều sai sót, mong quý vị cao minh tha thứ và chỉ giáo cho. Kính mong Thích Thanh Từ, Thiền Viện Thường Chiếu, ngày 23 tháng 4 năm 1996, tức ngày 6 tháng 3 năm Bính Tý. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website www.diệupapam.net. Trần Thái Tông, ông vua thiền sư, 1218-1277. Trần Thái Tông tên Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sinh năm Mậu Dần, niên hiệu Kiến Gia thứ 8, 1218, Triều Lý. Gia thế ở Hương Tức Mặc, Phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh. Ông cha làm nghề đánh cá, nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. Trần Cảnh mới có 8 tuổi, được Lý Diêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu là Thái Tông. Năm Thái Tông lên 20 tuổi, Lý Diêu Hoàng 19 tuổi đang là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Diêu Hoàng làm công chúa, lấy chị bà là Thuận Thiên, vợ Trần Liễu, anh ruột Thái Tông làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa, mà Chiêu Hoàng chậm con, chị bà đang mang thai. Trần Điểu phẫn uất nổi loạn tháng Giêng năm Bính Thân 1236. Do nhiều nỗi khổ và lòng say rất bất an, lúc 10 giờ đêm ngày 3 tháng 4 năm 1236, vua Thái Tông bỏ ngai vàng, trốn lên núi Yên Tử đi tu. Vua đem theo một số tùy tùng, nói đi để nghe dư luận dân gian, biết rõ sự thực cho dễ bề trị nước. Sang sông, đoàn người đi về phía đông. Bây giờ vua mới nói rõ ý định đi tu với các người tùy tùng và bảo họ trở về. Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. Vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau, vua đến bến đò Đại Thang ở núi Phả Lại. Trời sáng, sợ người nhận ra, vua lấy vạt áo che mặt mà qua đò, rồi theo đường tắt lên núi. Đến tối, vua vào nghỉ trong chùa Giác Hạnh
đợi sáng lại đi. Khó khăn trèo núi hiểm, lội suối sâu, con ngựa đã yếu không thể lên núi được nữa. Vua phải bỏ ngựa, vịn vào các tảng đá mà đi. Khoảng 2 giờ trưa mới đến chân núi Yên Tử. Sáng hôm sau, vua lên thẳng đỉnh núi và vào tham kiến thiền sư Trúc Lâm, có lẽ thiền sư Đạo Viên. Thấy Trẫm, quốc sư mừng rỡ, người ung dung bảo Trẫm: lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây cho nên mới đến, phải không? Trẫm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng: Trẫm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, trơ dơ đứng trên sĩ dân, không có nơi nào để nương tựa. Lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên mới vào đây, chỉ muốn cầu thành Phật, chứ chẳng muốn tìm gì khác. Thầy đáp: trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy, thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Bài tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam. Hôm sau, Trần Thủ Độ đem các quan lên núi Yên Tử đón vua về kinh. Bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam, Thái Tông viết: thấy Trẫm, Trần Công thống thiết nói: tôi chịu lời ủy thác của tiên quân, phụng sự nhà vua trong việc làm chủ thần dân. Nhân dân đang mong đợi bệ hạ như con đỏ trông đợi cha mẹ. Huống chi ngày nay, các vị cố lão trong triều đều là họ hàng thân thích, sĩ thứ trong nước, ai nấy đều vui vẻ phục tùng. Đến đứa trẻ lên 7 cũng biết nhà vua là cha mẹ dân. Giả lại, thái tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên đấm mồ chưa ráo, lời dặn dò bên tai còn văng vẳng. Thế mà bệ hạ đã lánh vào chốn núi rừng ẩn cư để cầu thỏa lấy ý chí của riêng mình. Tôi dám nói rằng, bệ hạ vì sự tự tu cho riêng mình mà làm vậy thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lời khen suông cho đời sau, thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ? Bệ hạ nếu không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ xin cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trở về. Trẫm nghe thái sư và các quần thần bô lão đều không chịu bỏ Trẫm, cho nên mới đem lời thái sư mà bạch lại với quốc sư. Quốc sư cầm tay Trẫm mà nói: phàm làm đấng nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được? Tuy nhiên, sự nghiên cứu nội điển, xin bệ hạ đừng phút nào quên. Bởi vậy, Trẫm với mọi người trong triều mới trở về kinh, miễn cưỡng mà lên lại ngôi báo. Ròng rã trong 10 năm trời, mỗi khi có cơ hội việc nước nhàn rỗi, Trẫm lại tụ họp các bậc kỳ đức để học hỏi đạo thiền. Các kinh điển của các hệ thống giáo lý chính, không kinh nào là Trẫm không nghiên cứu. Trẫm thường đọc kinh Kim Cương. Một hôm đọc đến câu: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Buông kinh xuống chiêm nghiệm, bỗng hoác nhiên tự ngộ. Thái Tông là ông vua chăm học. Trong bài tựa kinh Kim Cương Tam Muội, ông viết: Trẫm lo việc trang dân, mỗi lúc gian nan thường lăn lóc trong công việc, quên cả sớm chiều. Công việc thì có hàng vạn thứ, mà thì giờ nhàn rỗi không có được bao lâu. Xuyên công việc, tiết ngày giờ, Trẫm cố học hành thêm. Chữ nghĩa thì chưa biết được bao lâu, cho nên ban đêm đến giờ khuya vẫn còn phải thức để đọc sách, học sách Nho, rồi còn học kinh Phật. Thái Tông quả là ông vua cần mẫn hiếu học, không buông mình theo dục lạc. Chẳng những thế, Thái Tông lại là ông vua anh hùng. Năm 1257, giặc Mông Cổ xâm lăng đất nước,
Thái Tông đích thân tham gia chỉ huy nhiều trận, có mặt ở cả mọi nơi nguy hiểm, khiến quân sĩ đều nức lòng chiến đấu. Kết quả, quân ta đã đánh tan quân xâm lược, giặc Mông Cổ tháo thân chạy về dân Nam vào đầu năm 1258. Đây là ông vua vừa đạo đức vừa anh hùng, làm sáng rỡ những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Sau cuộc chiến đất nước Thái Bình, Trần Thái Tông nhường ngôi cho con năm 1258 lên làm Thái Thượng Hoàng. Từ đây, Thái Tông vừa làm cố vấn cho con, vừa lo nghiên cứu tu thiền. Đến lúc vua Trần Thánh Tông đủ sức đảm đang việc nước, ông lui về lập am Thái Di ở vùng rừng núi Vĩ Lâm, cố đô Hoa Lư để an dân lập ấp và tu hành. Thái Tông bệnh, dân nuôi bệnh cha, Thánh Tông thưa: chân không và ngoan không là đồng hay khác? Thái Tông bảo: hư không là một, chỉ vì tâm mình mê ngộ nên có chân và ngoan. Thí như phòng nhà mở cửa thì sáng, đóng cửa thì tối, sáng tối chẳng đồng mà phòng nhà là một. Hôm sau, quốc sư Đại Đăng vào thăm thưa: bệ hạ bệnh chăng? Thái Tông nói: tứ đại là bệnh, cái này xưa nay sanh tử không can hệ mà dính kẹt trong bệnh hoạn sao? Khoảng mấy hôm sau, Thái Tông lặng thinh không nói, đuổi hết kẻ hầu hạ, đem việc nước dặn dò Thánh Tông. Thánh Tông muốn nhờ hai quốc sư Phù Dân, Đạo Viên, Đại Đăng nói pháp xuất thế cho Thái Tông nghe. Thái Tông gằn giọng bảo: đến trong đây, bớt một mảy tơ dường trên thịt khoét thương, thêm một mảy tơ như trong mắt để bụi. Ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau, sáu đời tổ sư thối thân có phần. Dù Phù Dân nói huyền, Đại Đăng thuyết diệu đều là lời thừa, có ích gì đối với cái này? Nói xong, ngài lặng lẽ thị tịch, nhằm năm Đinh Sửu, niên hiệu Bảo Phù thứ năm, thọ 60 tuổi. Ngài còn lưu lại những tác phẩm: Thiền Tông Chỉ Nam, Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải, Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, Bình Đẳng Lễ Sám Văn, Khóa Hư Lục, Thi Tập. Tựa: Thiền Tông Chỉ Nam. Dịch: chẩm thầm nghĩ, Phật không có Nam Bắc, mọi người đều có thể tu cầu. Tánh có trí ngu, đồng sẵn giác ngộ. Vì vậy, phương tiện dẫn dụ đám người mê để sáng tỏ đường tắt sanh tử là kinh điển của Đức Phật chúng ta. Đặt mực thước cho đời, làm mô phạm người sau là trọng trách các bậc thánh trước, tổ. Cho nên Lục Tổ nói, những bậc thánh trước, tổ, cùng Đại Sư, Phật, không khác. Nên biết, giáo pháp của Phật nhờ các bậc thánh trước truyền bá ở đời. Nay chẳng đâu thể không lấy trách nhiệm các bậc thánh trước làm trách nhiệm của mình, giáo pháp của Phật làm giáo pháp của mình. Giả lại, thuở trẫm còn niên thiếu có chút ít hiểu biết, vừa nghe lời dạy của thiền sư thì tâm tư lắng lặng, bỗng dưng thanh tịnh, nên để tâm nơi nội giáo tham cứ thiền tông, dốc lòng tìm thầy, chí thành mộ đạo. Tuy ý hồi hướng đã nảy mầm mà cơ cảm xúc chưa thấu suốt. Năm 16 tuổi, Thái hậu đã chán cõi đời, trẫm nằm rơm gối đất, khóc ra máu mắt, đau đớn nát lòng. Ngoài nỗi đau buồn này
đâu rảnh nghĩ việc khác. Chỉ vài năm sau, Thái Tổ Hoàng Đế cũng băng hà. Lòng thương mẹ chưa nguôi, nỗi xót cha càng thống thiết, buồn thảm tràn trề khó bề dẹp được. Chẳng nghĩ công cha mẹ đối với con nuôi nấng dỗ về không thiếu điều gì, dù con phải xương tan thịt nát vẫn chưa đủ đáp đền trong muôn một. Huống nữa Thái Tổ Hoàng Đế khai cơ lập nghiệp rất đổi gian nan, trị nước giúp đời càng hệ trọng. Người đem đất nước giao cho ta khi còn thơ ấu, khiến ta ngày đêm canh cánh không chút thảnh thơi. Ta lòng riêng tự bảo, trên đã không còn cha mẹ để tựa nương, dưới ngại chẳng xứng lòng dân mong đợi, phải làm sao đây? Ta suy đi nghĩ lại, chi bằng lui về ở chốn núi rừng, tìm học Phật pháp để hiểu rõ việc lớn sanh tử, lấy đó đền đáp công ơn cha mẹ, chẳng hay hơn sao? Thế là Chí Trẫm đã quyết định. Đêm mùng 3 tháng 4 năm Bính Thân, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ năm 1236, Trẫm đổi y phục đi ra khỏi cửa cung, bảo Tả Hữu rằng: Trẫm muốn đi dạo để ngầm nghe lời dân, biết được chí dân mới hiểu thấu nỗi khó khăn của họ. Bây giờ Tả Hữu theo Trẫm không quá 7-8 người. Giờ hợi đêm ấy, Trẫm cởi một ngựa lặng lẽ ra đi, sang sông thẳng về hướng đông, mới nói thực lòng cho Tả Hữu biết. Tả Hữu ngạc nhiên, tất cả đều khóc. Giờ mẹo hôm sau, đến bến đò Đại Thang bên núi Phả Lại, sợ có người biết, Trẫm lấy áo che mặt qua sông, đi tắt theo đường núi. Đến tối vào nghỉ chùa Tăng Giác Hạnh, đợi sáng lại đi, leo trèo lặn lội, núi hiểm suối sâu, ngựa mỏi mệt không thể tiến lên được. Trẫm bèn bỏ ngựa, dinh vách đá mà lần bước, đến giờ mùi mới tới sườn núi Yên Tử. Sáng hôm sau, Trẫm trèo thẳng lên đỉnh núi, tham kiến vị đại sa môn quốc sư Trúc Lâm. Quốc sư vừa thấy Trẫm mừng rỡ, ung dung bảo: Lão Tăng ở lâu nơi sơn giả, xương cứng mặt gầy, ăn rau đắng cắn hạt dẻ, uống nước suối dạo cảnh rừng, lòng như mây nổi theo gió đến đây. Nay bệ hạ bỏ ngôi nhân chủ, nghĩ đến nơi quê hèn rừng núi, chẳng hay bệ hạ mong cầu điều gì mà đến đây? Trẫm nghe nói, hai hàng nước mắt tự tràn, đáp lại sư rằng: Trẫm còn thơ ấu dội mất hai thân, bơ vơ đứng trên sĩ dân không chỗ nương tựa. Lại nghĩ sự nghiệp các bậc đế vương đời trước thịnh suy không thường, cho nên Trẫm đến núi này chỉ cầu làm Phật, chứ không cầu gì khác. Sư bảo: Trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm. Tâm lặng mà biết gọi là chân Phật. Nay bệ hạ nếu ngộ tâm này thì tức khắc thành Phật, không nhọc tìm cầu bên ngoài. Bây giờ ông chú Trần Công, người em họ mà tiên quân gửi gắm đứa con côi, sau khi tiên quân bỏ thế gian và quần thần, Trẫm phong làm thái sư tham dự quốc chính. Nghe tin Trẫm trốn đi, ông liền sai Tả Hữu đi mọi nơi dò tìm tung tích, rồi cùng người trong nước lên đến núi này. Gặp Trẫm, ông thống thiết nói: Thần nhận sự ủy thác của tiên quân, tôn bệ hạ làm chúa thần dân. Lòng dân trông đợi ở bệ hạ như con nhỏ mong đợi cha mẹ. Huống nữa ngày nay các cố lão trong triều đều là bề tôi thân thuộc, dân chúng sĩ thứ ai cũng vui vẻ phục tùng, cho đến đứa bé lên 7 cũng biết bệ hạ là cha mẹ dân. Giả Thái Tổ bỏ thần mà đi, nấm đất trên mồ chưa khô, lời dặn dò còn vẳng bên tai, mà nay bệ hạ trốn lánh vào núi rừng ẩn cư để mong thỏa mãn chí mình. Như thần nghĩ, bệ hạ tính kế tự tu thì có thể được, còn quốc gia xã tắc thì sao? Chỉ để lời dạy suông cho đời sau, chi bằng đem thân mình làm gương trước cho thiên hạ. Bệ hạ nếu không nghĩ lại, chúng thần cùng người trong thiên hạ đồng chết ngay hôm nay, quyết chí không trở về.
Trẫm thấy Thái sư cùng các cố lão quần thần không có ý bỏ Trẫm, liền đem lời này tỏ bày với quốc sư. Quốc sư cầm tay Trẫm bảo: phàm làm đấng dân quân, phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ trở về, bệ hạ không về sao được? Xong phần nghiên cứu nội điển, mong bệ hạ đừng sao lãng. Vì thế, Trẫm cùng mọi người trở về kinh, miễn cưỡng lên ngôi. Khoảng hơn 10 năm, những khi được rảnh rỗi, Trẫm tập họp các vị kỳ đức để tham cứu thiền, hỏi đạo và các kinh đại thừa đều nghiên cứu qua. Trẫm thường đọc kinh Kim Cang đến câu "Ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm". Trong khoảng để quyển kinh xuống ngâm nga, bỗng nhiên tự ngộ, liền đem sở ngộ này viết thành bài ca để tên là Thiền Tông Chỉ Nam. Năm này, quốc sư từ núi Yên Tử về kinh, Trẫm mời ở chùa Thắng Nghiêm trông coi việc ấn bản các kinh. Trẫm đem tập sách này trình sư, sư xem qua liền tán thán rằng: tâm chư Phật ở trọn nơi đây, sao không dân khắc in các kinh, khắc in luôn để dạy kẻ hậu học. Trẫm nghe lời này, sai thợ viết chữ chân phương, ra lệnh khắc bản in. Chẳng những để chỉ đường mê cho hậu thế, mà còn muốn tiếp nối công lớn các bậc thánh nhân đời trước. Vì thế, tự làm lời tựa này. Giảng: qua các tư liệu về Phật giáo Thiền Tông đời Trần, chúng ta được biết đường lối tu thiền đời Trần bắt đầu từ vua Trần Thái Tông. Ngài là người lãnh đạo đất nước, đồng thời là một ông vua thiền sư. Nói đến Thiền Tông đời Trần, chúng ta cần nhìn tổng quát trước rồi đi vào phần chi tiết sau. Về đời Trần, các nhà nghiên cứu sử có những phê bình khác nhau vì đứng từng góc độ khác nhau. Trên góc độ Khổng giáo, các vua đời Trần có lỗi là trong thân tộc cưới gả lẫn nhau, là mất đi tinh thần luân lý đạo đức. Nhưng nếu nhìn qua góc độ Phật giáo Thiền Tông, thì các ngài ở địa vị vua mà có thể tu hành đạt đạo, rất xứng đáng để chúng ta học hỏi. Đặc điểm của các thiền sư đời Trần là các ngài hiểu đạo, nói được và thực hành được. Ngày nay noi gương các ngài, không phải chúng ta chỉ biết lý thuyết suông mà phải thực hành cho được những điều đã học. Hơn nữa, trong hoàn cảnh làm vua đang cai trị đất nước, chống ngoại xâm, hoàn cảnh hết sức khó khăn bận rộn, mà các ngài vẫn nghiên cứu Phật giáo và vẫn tu được. Chúng ta hiện giờ dù bận rộn bao nhiêu cũng không thể so bì được. Trái lại, còn phải thành tâm kính bái các ngài. Đó là điều chúng tôi muốn nêu ra để tất cả thấy rõ tinh thần người xưa như thế nào và chúng ta ngày nay không thể sánh bằng. Nói về vua Trần Thái Tông, trước hết chúng ta phải hiểu qua lịch sử của ngài. Phần này chúng tôi có ghi trong quyển Thiền Sư Việt Nam. Trần Thái Tông, ông vua thiền sư 1218-1277. Trần Thái Tông tên Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sinh năm Mậu Dần, niên hiệu Kiến Gia thứ 8, 1218, Triều Lý. Gia thế ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh. Ông cha làm nghề đánh cá. Nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. Trần Cảnh mới có 8 tuổi, được Lý Chiêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu là Thái Tông. Như vậy, vua Trần Thái Tông lên ngôi năm 8 tuổi, còn nhỏ chưa biết cai trị đất nước. Chú là Trần Thủ Độ thay quyền làm nhiếp chánh. Tuy Thái Tông ở địa vị vua, nhưng chỉ có danh mà chưa có thực. Năm Thái Tông lên 20 tuổi, Lý Chiêu Hoàng 19 tuổi, đang là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, lấy chị bà là vợ Trần Liễu, anh ruột Thái Tông, làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa, mà Chiêu Hoàng chậm con, chị bà đang mang thai. Trần Liễu phẫn uất nổi loạn, tháng giêng năm Bính Thân 1236. Đây là hành động mà các sử gia nho học phê phán rất nhiều. Theo sử, năm vua Trần Thái Tông được 20 tuổi, bà Lý Chiêu Hoàng mới 19 tuổi
bị giáng xuống làm công chúa, lại đem chị bà là vợ Trần Liễu làm hoàng hậu, do đó có rối loạn trong nội bộ. Đoạn sử này dẫn đến bài học hôm nay, tựa Thiền Tông Chỉ Nam. Sách vở đời Trần rất nhiều, song những tư liệu còn sót lại không có bao nhiêu. Tỷ dụ như bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam còn lại đây, tức là có quyển sách Thiền Tông Chỉ Nam mà nay đã thất lạc. Bài tựa này bằng chữ Hán, đích thân vua Trần Thái Tông viết, chúng tôi dịch ra tiếng Việt. Chẩm thầm nghĩ, Phật không có Nam Bắc, mọi người đều có thể tu cầu, tánh có trí ngu, đồng sẵn giác ngộ. Vì vậy, phương tiện dẫn dụ đám người mê để sáng tỏ đường tắt sanh tử là kinh điển của Đức Phật chúng ta. Đặt mực thước cho đời là mô phạm người sau, là trọng trách các bậc thánh trước, tổ. Cho nên Lục Tổ nói, những bậc thánh trước, tổ, cùng đại sư, Phật, không khác. Nên biết, giáo pháp của Phật nhờ các bậc thánh trước truyền bá ở đời. Nay chẳng đâu thể không lấy trách nhiệm các bậc thánh trước làm trách nhiệm của mình, giáo pháp của Phật làm giáo pháp của mình. Trong đoạn này, vua Thái Tông nêu lên trọng trách của Ngài đối với Phật Pháp, tương đương với chư tổ ngày xưa. Đức Phật dùng tất cả phương tiện để hướng dẫn mọi người, dù ở trình độ nào cũng có thể tiến tu. Nhưng Đức Phật chỉ trụ thế có 80 năm rồi nhập Niết Bàn. Từ đó đến nay trên 2.000 năm, chúng ta biết được Phật Pháp là nhờ chư tổ. Các ngài tiếp nối người trước chỉ dạy người sau, lần hồi đến chúng ta ngày nay. Nếu không có sự truyền bá đó, thì chúng ta không biết đâu mà tìm hiểu và thấy được giáo lý của Phật. Khi xưa, chư tổ lấy việc truyền bá chánh pháp làm trách nhiệm chính. Nay nhà vua hiểu được Phật Pháp, phần nào thấy mình cũng có trách nhiệm như chư tổ ngày trước. Lấy giáo pháp của Phật làm giáo pháp của mình, tức là Đức Phật dùng chánh pháp giáo hóa mọi người, và mình đang được hấp thụ thì chánh pháp của Phật đã chuyển thành như của mình. Từ đó, tiếp nối truyền cho người sau, đó là trọng trách của chư tổ, đó cũng là bản ý của nhà vua. Ngài tự đặt trách nhiệm phải làm sao truyền bá chánh pháp đến mãi sau này. Giả lại, thuở trẫm còn niên thiếu, có chút ít hiểu biết, vừa nghe lời dạy của thiền sư thì tâm tư lắng lặng, bỗng dưng thanh tịnh, nên để tâm nơi nội giáo, tham cứu thiền tông, dốc lòng tìm thầy, chí thành mộ đạo. Tuy ý hồi hướng đã nảy mầm mà cơ cảm xúc chưa thấu suốt. Đây nói về vua Trần Thái Tông lúc còn bé, khoảng 12 tuổi, hiểu biết chút ít, nhưng nghe lời dạy của thiền sư, tâm ngài liền lắng lặng. So lại chúng ta ngày nay hiểu biết rất nhiều, rất đầy đủ, mà nghe lời dạy của thiền sư, tâm mình có lắng được chút nào không? Do tâm ngài lắng lặng, nên liền an ổn thanh tịnh. Từ đó, ngài phát tâm tìm hiểu nội giáo, nghiên cứu kinh điển và tham cứu thiền tông. Ngài hết lòng tìm thầy và chí thành mộ đạo. Tuy ý hồi hướng đã nảy mầm mà cơ cảm xúc chưa thấu suốt. Thay vì hướng theo dục lạc thế gian, nhà vua xoay lại hướng về kinh điển của Phật và học hỏi nơi các thiền sư, nhưng chưa được sự chỉ dạy để mở sáng con mắt đạo. Năm 16 tuổi, Thái hậu đã chán cõi đời, chậm nằm rơm gối đất, khóc ra máu mắt, đau đớn nát lòng. Ngoài nỗi đau buồn này, đâu rảnh nghĩ việc khác. Chỉ vài năm sau, Thái tổ hoàng đế cũng băng hà. Lòng thương mẹ chưa nguôi, nỗi xót cha càng thống thiết, buồn thảm tràn trề, khó bề dẹp được. Chậm nghĩ, công cha mẹ đối với con, nuôi nấng dỗ về không thiếu điều gì. Dù con phải xương tan thịt nát, vẫn chưa đủ đáp đền trăm muôn một. Huống nữa, Thái tổ hoàng đế khai cơ lập nghiệp rất đổi gian nan, trị nước giúp đời càng hệ trọng. Người đem đất nước giao cho ta khi còn thơ ấu, khiến ta ngày đêm canh cánh không chút thảnh thơi. Ta lòng riêng tự bảo, trên đã không còn cha mẹ để tựa nương,
dưới ngại chẳng xứng lòng dân mong đợi. Phải làm sao đây? Ta suy đi nghĩ lại, chi bằng lui về ở chốn núi rừng, tìm học Phật Pháp để hiểu rõ việc lớn sanh tử, lấy đó đền đáp công ơn cha mẹ, chẳng hay hơn sao? Thế là Chí Trẫm đã quyết định. Năm 16 tuổi, vua Trần Thái Tông mất mẹ. Ngài diễn tả nỗi đau lòng rất là thống thiết. Nào là nằm rơm gối đất, khóc ra máu mắt, đau đớn nát lòng. Vài năm sau, cha ngài lại mất, nỗi xót cha càng thống thiết, buồn thảm tràn trề, khó bề dẹp được. Cha mẹ mất sớm mà chưa đền đáp được công ơn, ngài rất là buồn khổ. Nhà vua lại nghĩ, Thái Tổ Hoàng đế khai cơ lập nghiệp rất đổi gian nan. Đây là lời tôn xưng ngài Trần Thừa, lúc đó làm quan đời Lý, có công giúp vua dẹp loạn. Nay Trần Thái Tông lên ngôi nên tôn xưng cha là Thái Tổ Hoàng đế. Nhà Trần vì có công cầm quân dẹp loạn nên được nhà Lý trọng dụng, cho ở trong cung và phong chức lớn. Do đó, ngài Trần Cảnh được đem vào cung để kế thừa ngôi nhà Lý. Vậy ngài Trần Cảnh lên ngôi là do công lao khai cơ lập nghiệp rất là gian khổ của ông cha. Nay được giàu sang quyền thế, lãnh đạo cả đất nước, ngài nhớ công ơn cha mẹ sâu dày, dầu cho tan thân mất mạng cũng không đền đáp được. Giờ đây nhà vua còn nhỏ tuổi mà phải lãnh đạo toàn quốc, không biết có đủ khả năng để đảm đang trách nhiệm hay không. Nên ngài mới nghĩ, ta lòng riêng tự bảo, trên đã không còn cha mẹ để tựa nương, dưới ngại chẳng xứng lòng dân mong đợi, phải làm sao đây? Trên đã mất cha mẹ, dưới lại e không làm tròn bổn phận đối với dân, bây giờ phải làm sao? Ngài nghĩ ra kế duy nhất. Ta suy đi nghĩ lại, chi bằng lui về ở chốn núi rừng, tìm học Phật Pháp để hiểu rõ việc lớn sanh tử, lấy đó đền đáp công ơn cha mẹ, chẳng hay hơn sao? Ngài là vua mà suy gẫm như vậy, giúp cho chúng ta thêm một sức mạnh trên đường tu. Ngài không dám nghĩ mình gánh vác việc nước để đền ơn cha mẹ, mà nghĩ chỉ có đi tu, hiểu rõ việc lớn sanh tử mới đủ đền đáp công ơn cha mẹ. Ngài nhìn và hiểu Phật Pháp rất sâu, nên ngài quyết định đi tu. Thế là Chí Trẫm đã quyết định. Đêm mùng 3 tháng 4 năm Bính Thân, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 5, Trẫm đổi y phục, đi ra khỏi cửa cung, bảo Tả Hữu rằng, Trẫm muốn đi dạo để ngầm nghe lời dân, biết được chí dân, mới hiểu thấu nỗi khó khăn của họ. Bây giờ Tả Hữu theo Trẫm không quá 7-8 người. Giờ hợi đêm ấy, Trẫm cởi một ngựa lặng lẽ ra đi, sang sông thẳng về hướng đông, mới nói thực lòng cho Tả Hữu biết. Tả Hữu ngạc nhiên, tất cả đều khóc. Giờ mẹo hôm sau, đến bến đò Đại Thang bên núi Phả Lại, sợ có người biết, Trẫm lấy áo che mặc qua sông, đi tắt theo đường núi. Đến tối vào nghỉ chùa Tăng Giác Hạnh, đợi sáng lại đi. Leo trèo lặn lội, núi hiểm suối sâu, ngựa mỏi mệt không thể tiến lên được. Trẫm bèn bỏ ngựa, vinh vách đá mà lần bước, đến giờ mùi mới tới sườn núi Yên Tử. Khi đã quyết chí, ngài liền lặng lẽ ra đi lúc ban đêm. Từ trong cung cấm đi ra rất khó, nên ngài phải thay đổi y phục và dẫn theo một ít kẻ Tả Hữu. Giả nói là đi để thầm nghe lời than oán của dân, để biết rõ nỗi khổ của họ. Thầy trò âm thầm ra đi, theo hướng đông đi thẳng về phía núi Yên Tử. Qua khỏi sông, ngài mới nói thật với Tả Hữu là ngài đi lên núi tu và cho tất cả trở về. Mọi người đều khóc. Một mình một ngựa ra đi. Sáng hôm sau, ngài đến bến đò Đại Thang, lấy áo che mặc qua sông, đi tắt theo đường núi. Nơi nào mệt mỏi, ngài dừng nghỉ. Đêm tối nghỉ lại chùa Tăng Giác Hạnh, sáng lại ra đi. Leo trèo lặn lội, khi đến gần núi, ngài phải bỏ ngựa theo vách đá mà lần bước. Đường đi hết sức khó khăn hiểm trở. Ngài chịu bao nhiêu gian khổ như vậy,
cốt lên đến núi Yên Tử để học đạo, vì núi này được nổi danh là có nhiều thiền sư đắc đạo. Thế nên, người tu muốn cho có công hạnh và thấu hiểu đạo đức, thường phải lên núi Yên Tử tìm thầy. Lại nữa, ngài là vua, muốn yên tu, cần phải trốn đi xa mới tránh khỏi bị phát giác và mời trở về triều đình. Núi Yên Tử cách xa thành Thăng Long mấy trăm cây số, một đoạn đường khá dài, chắc không ai tìm đến được. Nhưng không ngờ vẫn có người tìm đến. Sáng hôm sau, Trẫm trèo thẳng lên đỉnh núi, tham kiến vị đại sa môn quốc sư Trúc Lâm. Quốc sư vừa thấy Trẫm mừng rỡ, ung dung bảo: "Lão Tăng ở lâu nơi sơn giả, xương cứng mặt gầy, ăn rau đắng cắn hạt dẻ, uống nước suối dạo cảnh rừng, lòng như mây nổi theo gió đến đây. Nay bệ hạ bỏ ngôi nhân chủ, nghĩ đến nơi quê hèn rừng núi, chẳng hay bệ hạ mong cầu điều gì mà đến đây?" Sáng hôm sau, nhà vua lên đến đỉnh núi gặp vị đại sa môn quốc sư Trúc Lâm. Sách khác để tên là Quốc sư Phù Dân. Có lẽ do ngài nói rằng: "Lão Tăng ở lâu nơi sơn giả, xương cứng mặt gầy, ăn rau đắng cắn hạt dẻ, uống nước suối dạo cảnh rừng, lòng như mây nổi." Mây nổi tức là phù dân, vì vậy sao gọi hiệu quốc sư là phù dân. Người tu ở núi rừng thì xương cứng mặt gầy, ăn rau đắng cắn hạt dẻ, mà lòng thênh thang không dính mắc như mây nổi. Đây là diễn tả tinh thần của quốc sư Trúc Lâm, lòng thênh thang không có gì trói buộc được. Nhìn lại chúng ta ngày nay, ăn chén bột chiều mà đã thở than, ở cảnh núi rừng mà lòng còn dính mắc, thật không xứng đáng chút nào. Quốc sư lại nói tiếp: "Nay bệ hạ bỏ ngôi nhân chủ, nghĩ đến nơi quê hèn rừng núi, chẳng hay bệ hạ mong cầu điều gì mà đến đây?" Trẫm nghe nói, hai hàng nước mắt tự tràn, đáp lại sư rằng: "Trẫm còn thơ ấu dội mất hai thân, bơ vơ đứng trên sĩ dân không chỗ nương tựa." Lại nghĩ, sự nghiệp các bậc đế vương đời trước thịnh suy không thường, cho nên Trẫm đến núi này chỉ cầu làm Phật, chứ không cầu gì khác. Vua Thái Tông quyết chí đến đây chỉ cầu thành Phật, chứ không cầu gì khác, giống như Lục Tổ thuở trước. Tại sao khi quốc sư hỏi, nhà vua lại khóc, hai hàng nước mắt tự tràn? Chắc ngài có tâm sự uẩn khúc chi đây? Trong sử ở đoạn trước, chúng ta được biết, ông Trần Thủ Độ ép vua Thái Tông phải phế bỏ Hoàng hậu Chiêu Thánh, giáng làm công chúa, lại ép lấy người chị của công chúa, đang là vợ của Trần Liễu, anh ruột Trần Thái Tông, đem về làm hoàng hậu. Đối với người hạnh tốt biết đạo mà phải làm việc không hợp đạo lý này, nhà vua rất là đau đớn, không thể nào ngồi yên được. Nhưng ở đây với quốc sư, ngài chỉ nêu lý do là vì mất mẹ mất cha, không nơi nương tựa, và nghĩ mình không xứng đáng để cho muôn dân trông đợi. Còn lý do thầm kín ngài nói ra không được, nên khi mở miệng là tràn nước mắt, đau đớn nát lòng. Đọc tới đây, chúng ta mới thấm nỗi đau của ngài. Làm vua mà bị ép buộc, không cãi lại được, nên chỉ còn chuyện đi tu là tròn hơn hết, khỏi bị tiếng xấu, cũng khỏi bị nỗi khổ tâm day dứt. Thế nên ngài quyết chí đi tu để đền ơn cha mẹ, xong bổn phận mình, không bị ai phê bình chê trách. Khi nghe nhà vua thưa như vậy, quốc sư bảo: "Trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm. Tâm lặng mà biết gọi là chân Phật. Nay bệ hạ nếu ngộ tâm này,
thì tức khắc thành Phật, không nhọc tìm cầu bên ngoài. Đây là câu chỉ thẳng, không giấu giếm chút nào. Nhà vua lên núi để cầu làm Phật, mà Phật ở đâu? Phật không phải ở trong núi, mà ở ngay nơi tâm. Tâm lặng lẽ mà hằng biết, đó là chân Phật, Phật thật. Nhận được tâm này, tức khắc thành Phật, nghĩa là ngay đó biết mình có Phật, chứ không phải liền thành Phật với đủ thần thông diệu dụng. Không nhọc tìm cầu bên ngoài là chỉ thẳng Phật nơi ngài rồi. Qua câu chuyện đối đáp giữa vua Trần Thái Tông và quốc sư, chúng ta thấy nỗi đau đớn của một ông vua phải bỏ ngai vàng lên núi xin tu, và lời của vị quốc sư ngộ đạo. Ngài không nói quanh co mà chỉ thẳng chỗ tột cùng cho người cầu đạo. Nhà vua tưởng được an ổn tu hành, không ngờ lại gặp khó khăn. Bây giờ ông chú Trần Công, người em họ mà tiên quân gửi gắm đứa con côi, sau khi tiên quân bỏ thế gian và quần thần, Trẫm phong làm thái sư tham dự quốc chính. Nghe tin Trẫm trốn đi, ông liền sai Tả Hữu đi mọi nơi dò tìm tung tích, rồi cùng người trong nước lên đến núi này. Gặp Trẫm, ông thống thiết nói: "Thần nhận sự ủy thác của tiên quân, tôn bệ hạ làm chúa thần dân, làm dân trông đợi ở bệ hạ như con nhỏ mong đợi cha mẹ. Huống nữa ngày nay các cố lão trong triều đều là bề tôi thân thuộc, dân chúng sĩ thứ ai cũng vui vẻ phục tùng, cho đến đứa bé lên 7 cũng biết bệ hạ là cha mẹ dân. Giả thái tổ bỏ thần mà đi, nấm đất trên mồ chưa khô, lời dặn dò còn vẳng bên tai, mà nay bệ hạ trốn lánh vào núi rừng ẩn cư để mong thỏa mãn chí mình. Như thần nghĩ, bệ hạ tính kế tự tu thì có thể được, còn quốc gia xã tắc thì sao? Chỉ để lời dạy suông cho đời sau, chi bằng đem thân mình làm gương trước cho thiên hạ. Bệ hạ nếu không nghĩ lại, chúng thần cùng người trong thiên hạ đồng chết ngay hôm nay, quyết chí không trở về." Vua Trần Thái Tông bị đặt trong thế bất khả kháng. Giả sử vua có quyết chí tu mà quần thần cùng các bô lão kéo lên núi đòi chết ngay tại đó, nếu nhà vua không chịu trở về kinh, thử hỏi làm sao ngài yên tu cho được. Thật là điều kiện hết sức khó khăn. Ông Trần Thủ Độ lên đến núi gặp được nhà vua, nói thật thống thiết: "Ông nhận sự ủy thác của tiên quân, tức là của ngài Trần Thừa, tôn ngài Trần Cảnh lên làm chúa thần dân khi mới 8 tuổi. Đến bây giờ nhà vua 20 tuổi, được dân chúng tin tưởng trông đợi coi như cha mẹ. Lại nữa ngày nay các cố lão trong triều đều là bầy tôi thân thuộc, tức là chỉ những vị quan lớn tuổi trong triều ủng hộ nhà vua đều là dòng họ nhà Trần, còn tất cả người dân đều trông đợi phục tùng. Giả lại thái tổ bỏ thần mà đi, nấm đất trên mồ chưa khô, lời dặn dò còn vẳng bên tai, mà nay bệ hạ trốn lánh vào núi rừng ẩn cư để mong thỏa mãn chí mình." Lời ông Trần Thủ Độ rất tha thiết. Người anh là ngài Trần Thừa vừa mất, đất mồ chưa khô. Nhà vua mất mẹ lúc 16 tuổi, mất cha khoảng 18 tuổi, đến năm nay 20 tuổi lại tính chuyện đi tu, nên nói đất trên mồ cha chưa khô. Ông lại nói tiếp: "Như thần nghĩ, bệ hạ tính kế tự tu thì có thể được, còn quốc gia xã tắc thì sao?" "Riêng nhà vua đi tu thì có thể được, nhưng trách nhiệm làm vua thì sao?" "Quốc gia xã tắc giao cho ai?" Đây là một câu hỏi làm nhà vua rối trí. Kế ông lại trách: "Chỉ để lời dạy suông cho đời sau, chi bằng đem thân mình làm gương trước cho thiên hạ. Nếu nhà vua đi tu rồi đem những lời dạy của Phật và chư tổ ra nhắc nhở, thì ông Trần Thủ Độ cho đó là những lời dạy suông, không thực tế. Chi bằng làm vua, lấy thân mình, lấy tài đức mình làm gương để dạy dân, hướng dẫn dân, đó mới là cụ thể, mới là thực tế hơn." Nghe đến đây, nhà vua rủng chí, thật là khó xử. Ông lại nói thêm một câu cuối khiến nhà vua phải chịu thua: "Nếu bệ hạ không chịu về,
chúng thần cùng người trong thiên hạ đồng chết ngay hôm nay, quyết chí không trở về. Câu nói quyết liệt này làm nhà vua không còn cách gì thối thác được. Đến đây, vua Trần Thái Tông mới kể: Trẫm thấy Thái Sư cùng các cố lão quần thần không có ý bỏ trẫm, liền đem lời này tỏ bày với quốc sư. Quốc sư cầm tay trẫm bảo: Phàm làm đấng nhân quân, phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn bán bệ hạ trở về, bệ hạ không về sao được? Song phần nghiên cứu nội điển, mong bệ hạ đừng sao lãng. Lời dạy của quốc sư rất là thấu đáo. Phàm làm vua, phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình. Nhà vua làm việc gì không vì quyền lợi riêng tư, mà phải hợp với sự mong mỏi của người dân. Lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình. Lòng dân trông đợi điều gì, nhà vua phải làm sao cho dân được thỏa mãn. Như vậy mới thật là một đấng minh quân, một vị vua chân chánh. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ trở về, bệ hạ không về sao được? Ý muốn của dân là đón nhà vua trở về, thì thôi vua phải trở về. Xong phần nghiên cứu nội điển, mong bệ hạ đừng sao lãng. Quốc sư lại dặn dò: Tuy về làm vua, nhưng ngài nhớ đừng quên phần nghiên cứu kinh điển tu hành. Vì thế trẫm cùng mọi người trở về kinh, miễn cưỡng lên ngôi. Khoảng hơn 10 năm, những khi được rảnh rỗi, trẫm tập họp các vị kỳ đức để tham cứu thiền, hỏi đạo, và các kinh đại thừa đều nghiên cứu qua. Trẫm thường đọc kinh Kim Cang, đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trong khoảng để quyển kinh xuống ngâm nga, bỗng nhiên tự ngộ, liền đem sở ngộ này viết thành bài ca, để tên là Thiền Tông Chỉ Nam. Khi trở về kinh, ngài lên ngôi vua một cách miễn cưỡng, không có chút gì thích thú. Trong khoảng hơn 10 năm, từ 20 tuổi đến lúc 30 mấy tuổi, những khi rảnh rỗi, ngài mời các thiền sư đầy đủ đức hạnh đến để hỏi đạo và tham cứu về thiền. Ngài học và nghiên cứu qua các kinh điển đại thừa. Khi đọc kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài để quyển kinh xuống, ngâm nga câu ấy, tức là lặp đi lặp lại đôi ba lần. Bỗng nhiên ngài ngộ. Tại sao ngài lặp đi lặp lại đôi ba lần? Vì ngài đã đọc kinh Pháp Bảo Đàn, biết lục tổ ngộ nơi câu này, nên khi đọc đến đây, ngài chú tâm, để quyển kinh xuống và nhẩm đi nhẩm lại câu ấy, bỗng dưng ngài ngộ. Chỗ ngộ của ngài và chỗ ngộ của lục tổ giống nhau hay khác nhau? Nói về lục tổ, có hai lần ngộ. Lần ngộ thứ nhất, khi gánh củi đem ra chợ bán, lục tổ đi ngang một căn nhà, nghe có người tụng kinh Kim Cang, đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, bỗng dưng ngài ngộ. Ngài mới hỏi người tụng: Kinh đó tên gì, phát xuất từ đâu? Được biết đó là kinh Kim Cang do Ngũ Tổ Huỳnh Mai dạy thọ trì. Câu kinh ngài ngộ nói cho đủ là: Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục tổ phát tâm đi tu, gửi mẹ già ở lại, rồi thẳng đến Huỳnh Mai tìm Ngũ Tổ. Gặp được Ngũ Tổ rồi, ngài ở công quả trong nhà tù cho đến 8 tháng. Lần ngộ thứ hai, một đêm Ngũ Tổ bảo Lục Tổ lên thất và giảng kinh Kim Cang cho ngài nghe. Đến câu bất ưng trụ sắc sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Lục Tổ liền đại ngộ, mới nói lớn lên rằng: Đâu ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tánh mình vốn không dao động, đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Ngang đó, Ngũ Tổ truyền y bát cho ngài làm vị tổ đời thứ 6. Như vậy, Lục Tổ ngộ lần đầu, ngài phát tâm đi tu, ngộ lần sau, ngài được truyền y bát.
tuy cùng một câu kinh mà lần ngộ trước khác lần ngộ sau. Lần trước gọi là giải ngộ hay tiểu ngộ, lần sau gọi là chứng ngộ hay triệt ngộ hay đại ngộ. Khi mới đi tu, Lục Tổ đến với Ngũ Tổ. Tổ hỏi: "Ông là người miền Nam quê mùa, đến đây cầu vật gì?" Ngài đáp: "Cầu thành Phật." Tổ hỏi: "Người dân quê mùa như ông làm sao thành Phật được?" Ngài đáp: "Người tuy có Nam Bắc, nhưng Phật tánh không có Nam Bắc. Đây là Lục Tổ đã giải ngộ rồi, thấy rõ mình có Phật nên mới đối đáp được. Ngũ Tổ biết người này có khả năng nên mới bảo xuống nhà trù đi." Sau đó Lục Tổ có làm bài kệ: "Bổn lai vô nhất vật", vân vân. Giải ngộ là có khả năng biết được mình có Phật, biết được lý đạo rất thâm sâu, song phiền não chưa hết. Như ở thiền viện đây, thỉnh thoảng cũng có một ít người giải ngộ, nhưng phiền não vẫn còn, chưa được triệt ngộ như lần thứ hai của Lục Tổ. Tuy có khả năng thấy biết đúng như thật, nhưng hành chưa đúng vì còn phiền não. Mới giải ngộ mà tưởng triệt ngộ là lầm. Trường hợp vua Thái Tông khi ngâm nga câu kinh, bỗng nhiên tự ngộ. Đây là tương đương với chỗ ngộ ban đầu của Lục Tổ. Nhà vua ngộ rồi biết mình có Phật, tin điều đó rõ ràng, nên Ngài viết quyển Thiền Tông Chỉ Nam để nói lên sự thấy biết của Ngài. Chúng ta phải hiểu chỗ ngộ này mới thấu được ý sâu xa của người tu thiền. Nếu không, nghe nói ngộ là quá hay rồi, mà sao lâu lâu cũng còn dở. Trong nhà thiền thường nói tiểu ngộ thì nhiều vô số, lâu lâu ngộ một ít, còn đại ngộ thì đôi ba phen. Tiểu ngộ là sáng lên những vấn đề nhỏ, còn sáng lên việc lớn gọi là đại ngộ. Nhìn rộng ra, trong kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: "Người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm?" Phật dạy: "Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm." Tức là muốn hàng phục tâm mình để thành tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không nên trụ nơi sắc, không nên trụ nơi thanh hương vị xúc pháp, nghĩa là không nên trụ nơi sáu trần. Vậy phải làm sao? Nếu không chủ trụ mà sanh tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là không nên dính mắc sáu trần mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thâm nhập được lý này nên vua Trần Thái Tông mới soạn thành bài Sáu Thời Sám Hối, đó là sám hối sáu căn. Thế nên trọng tâm của sự tu là đừng dính mắc sáu trần thì tâm an trụ. Tâm an trụ tức là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hiện nay tăng ni hay Phật tử thử trọn một ngày đừng dính líu sáu trần thì tâm có an không? Không dính sáu trần thì tâm tự an rồi. Nếu còn chạy theo trần này, dính mắc trần kia, như khỉ dượng buông nhánh này chụp nhánh khác, thì tâm đâu có an. An trụ là không dính sáu trần, thì sáu trần đâu có quyền gì xâm phạm đến mình. Mình là mình, nó là nó, mình ở đây, nó ở ngoài kia. Như sắc ở ngoài con mắt, mình ngó lơ thì không dính mắt. Như tiếng người nói, mình nghe rồi buông đừng bám vào, thì sắc thinh đâu có xâm phạm đến chúng ta được. Chỉ vì mắt dính với sắc trần, tai dính với thinh trần, nên chúng ta bị sáu trần lôi kéo, đắm chìm trong sinh tử đời đời kiếp kiếp. Ngay bây giờ đừng dính sáu trần, thì tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức tâm Phật hiện ra. Trái lại, nếu còn dính mắc thì tâm chúng sanh hiện ra. Dính mắc là chúng sanh, không dính mắc là Phật. Phật với chúng sanh gần kề nhau. Như vậy chúng ta thấy việc tu hết sức là đơn giản, không phải gian lao cực khổ gì. Chỗ dạy tu của Lục Tổ khi trước và của vua Trần Thái Tông gần đây rất gần với nhau. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, trọng tâm Lục Tổ dạy tu là phải ứng dụng ba cái vô. Một là vô niệm di tông,
hai là vô tướng di thể, ba là vô trụ di bổn. Vô niệm di tông, tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, vân vân, mà không khởi niệm chạy theo, chứ không phải ngồi một chỗ đè nó xuống thành vô niệm. Đối với sáu trần không có niệm chạy theo, pháp tu này rất gần với chỗ sáu căn không dính mắc sáu trần, vì khởi niệm mới dính mắc, phải không? Thế nên tổ dạy vô niệm là chủ của sự tu. Vô tướng di thể là gì? Thể của muôn sự muôn vật là không có tướng. Thấy triệt theo tinh thần Bát Nhã thì các pháp tánh không, duyên hợp, huyển có. Sự vật có hình tướng là từ nhân duyên kết hợp nên không có tự thể. Nói các pháp tánh không tức là không có tướng thật. Vậy muốn không giấy niệm chạy theo sáu trần thì phải thấy sáu trần chỉ là giả tướng, là tướng không. Biết được tướng không là thấy được thể của các pháp. Vô trụ di bổn, trụ là dính mắc. Không dính mắc sáu trần là gốc của sự tu. Nếu khéo tu từng ngày từng giờ, đừng dính mắc sáu trần, thì tâm mình hoàn toàn thanh tịnh an ổn. Phật bảo đó là trụ tâm, đó là tâm Bồ Đề. Như vậy, chỗ nhìn của Lục Tổ khi trước và của Ngài Trần Thái Tông sau này, tuy cách mấy trăm năm mà đã có chỗ gần nhau. Cho nên người tu khi ngộ rồi, dù là trăm ngàn vị, nhưng lời nói đều không sai biệt. Đọc đoạn này chúng ta thấy, Ngài Trần Thái Tông tuy là vua mà đã giải ngộ được lý đạo. Ngài đem chỗ sở ngộ viết thành bài ca Thiền Tông Chỉ Nam để chỉ dạy người sau. Điều này làm cho lòng tin chúng ta càng thêm vững mạnh. Nhưng rất tiếc là toàn quyển đã thất lạc, chỉ còn sót lại bài tựa. Năm này, quốc sư từ núi Yên Tử về kinh, trẫm mời ở chùa Thắng Nghiêm trông coi việc ấn bản các kinh. Trẫm đem tập sách này trình sư, sư xem qua liền tán thán rằng: tâm chư Phật ở trọn nơi đây, sao không nhân khắc in các kinh, khắc in luôn để dạy kẻ hậu học. Trẫm nghe lời này, sai thợ viết chữ chân phương, ra lệnh khắc bản in. Chẳng những để chỉ đường mê cho hậu thế, mà còn muốn tiếp nối công lớn các bậc thánh nhân đời trước, vì thế tự làm lời tựa này. Nhà vua trình quyển Thiền Tông Chỉ Nam cho quốc sư xem. Xem xong, quốc sư tán thán nói: tâm chư Phật ở trọn nơi đây. Tức là những lời diễn tả đó là đúng tâm chư Phật. Sao không khắc in để chỉ dạy cho người sao? Do nghe lời này, nhà vua cho khắc bản in. Nhưng rất tiếc, quyển sách đã mất, chúng ta chỉ biết được lời tựa. Qua lời tựa chúng ta thấy rõ, vua Trần Thái Tông đã giải ngộ về thiền và giáo năm ngài được hơn 30 tuổi. Từ chỗ ngộ đó, ngài soạn viết rất nhiều sách để người sau học hiểu. Học ngài, chúng ta hiểu được tâm tư nguyện vọng tha thiết chỉ dạy người sau của ngài.